Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, các đơn vị quân đội đã tăng cường triển khai các biện pháp đồng bộ quyết liệt, không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị, đặc biệt đối với các đơn vị tiếp nhận chiến sĩ mới năm nay. Ghi nhận tại tiểu đoàn đặc công 409 Bộ Tham mưu Quân khu 5. Khu vực khử khuẩn kiểm tra sức khỏe ban đầu trong ngày tiếp nhận tân binh của tiểu đoàn đặc công 409. Đội ngũ cán bộ quân y của đơn vị luôn làm việc với cường độ cao, quyết tâm không chủ quan lơ là, ra soát sàng lọc những trường hợp có biểu hiện bất thường. Tổ quân y của đơn vị sẽ phun thuốc khử khuẩn của toàn xe và cũng như cá nhân của từng đồng chí một, đo thân nhiệt để cho các chiến sĩ và vứt bỏ khẩu trang và có thể là bước chân qua những cái mà sốc khuẩn chân. Và khi mà có nếu có tình huống đo thân nhiệt của chiến sĩ mới cao và có biểu hiện ho sốt thì đơn vị chúng tôi sẽ bố trí khu cách ly và cử tổ quân y theo dõi. Xác định công tác phòng chống dịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nên việc tuyên truyền giáo dục cho bộ đội ý thức phòng chống dịch bệnh được đơn vị chú trọng. Trong đó, tăng cường các hình ảnh trực quan, các quy định, nội dung hướng dẫn về cách phòng chống dịch COVID-19. Xung quanh các vị trí nhà ở tiểu đoàn thì đều là có là các cái biển là tuyên truyền về phòng chống dịch COVID, cũng như là các cái biển hướng dẫn về rửa tay, rồi các cái khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để nâng cao ý thức cho các chiến sĩ mới trong phòng chống dịch. Việc tiêu độc khử trùng doanh trại được tiểu đoàn đặc công 409 thực hiện 2 lần một tuần trước ngày tiếp nhận chiến sĩ mới vào huấn luyện. Khác với mọi năm, năm nay, để đảm bảo hiệu quả huấn luyện, đơn vị chú trọng triển khai việc giữ khoảng cách cho bộ đội trong sinh hoạt, học tập theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch COVID-19. Khi có tình huống dịch bệnh COVID xảy ra, thì đơn vị đã xác định cái phương án tổ chức là huấn luyện là chia nhỏ, huấn luyện theo đội mỗi trung đội, tổ chức luyện tập theo tiểu đội, giãn cách trong quá trình huấn luyện là người cách người tối thiểu là 2 mét ở trên thao trường. Trong hậu trường thì tổ chức huấn luyện theo đội mỗi trung đội khoảng cách ngồi cũng như thế. Trong quá trình để bảo đảm công tác hậu cần, trong nếu như có tình hình dịch bệnh COVID thì đơn vị cũng đã xác định là tổ chức ăn theo 2K, mỗi bàn ăn là cách nhau tối thiểu là 2 mét. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, tiểu đoàn đặc công 409 đã chuẩn bị điều kiện tốt nhất, sẵn sàng tiếp nhận tân binh về đơn vị nhanh chóng ổn định ngay từ những ngày đầu, sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện với khí thế và quyết tâm cao, đồng thời góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm.